Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng ngày hôm qua theo giờ Washington DC đã chính thức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào năm sau. Phản ánh chi tiết của phóng viên Thái Thanh, thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Joe Biden được thông báo qua một video clip dài 3 phút. Trong đó, Tổng thống tuyên bố nhiệm vụ còn đang ở phía trước, còn nhiều việc phải làm, giờ chưa phải là lúc mãn nguyện, nên vì sao ông phải tái tranh cử. Ông Biden cũng khẳng định trong 2 năm trên cương vị Tổng thống, ông đã thuyết phục được Quốc hội Mỹ phê duyệt hàng tỷ đô la để xử lý đại dịch COVID-19, tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng và giữ cho tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ năm 1969, cùng những nỗ lực để kiềm chế lạm phát. Theo kế hoạch, vào cuối tuần này, bộ phận tranh cử của Tổng thống Biden sẽ nhóm họp với các nhà tài trợ, xây dựng chi tiết kế hoạch hành động và chương trình tài trợ trong thời gian từ nay đến khi cuộc bầu cử diễn ra. Thái Thanh, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.